để chọn à? Anh sao mà nó chọn cái nơi quái quỷ này vậy? Vì chờ mày ấy, mà tao uống hết mấy lon bỏ hút rồi đấy. Thôi xin lỗi được chưa? Tí nữa đi chơi về rồi tao bù cho nhá. Anh ơi cho em xin cốc trà đá. Đây, cổ mày tất. Thôi, đừng có giận dỗi nữa. Có gì về nhà tao hậu tạ nhá. Đợi mày hậu tạ chắc đến mùa quýt. Cơm. Mà sao đi chơi để mang cái này đi làm gì? Đây là viên uống đẹp da Eret. Trong thành phần có vitamin E đỏ, là loại siêu vitamin E mạnh hơn gấp 30 lần vitamin E thông thường. Dầu gấc và omega 369 đều là những thành phần hỗ trợ làm đẹp da. Đây, mày xem đi. Tao đã sử dụng nhá, và bây giờ da sáng hơn này, lại còn mịn màng hơn nữa. Mà tao nói cho mày nhá, mày suốt ngày đi ra ngoài đường thôi, chả chú tâm mà chăm sóc gì cả. Bớt bớt đi ngoài đường rồi đi, để ý nhan sắc một chút đi. Thế thì coi như là một hộp này là công ship nhá. Được. Wow. Ghét thế nhở? Cho chừa, ai bảo những thứ hay lại dùng một mình cơ. Thôi mày đây chơi nhá, tao đi về đây. Có gì tối gặp lại. Bye bye. Đi cẩn thận đấy. Là ai đấy ạ? Đề nghị chị mở cốp xe cho chúng tôi kiểm tra. Sao lại lấy chìa khóa của tôi? Chúng tôi là công an, nghi ngờ chị đã vận chuyển chất cấm. Đề nghị chị hợp tác điều tra. Cái gì? Vận chuyển chất cấm á? Tôi không có vận chuyển à? Thế đây là cái gì? Trông đàng hoàng tử tế thế này mà buôn bán chất cấm à? Hiểu lầm rồi ạ, tôi không có buôn bán chất cấm ạ. Bằng chứng đã rõ rồi, mời chị về đồn giải quyết. Không, các anh ơi, tôi không buôn bán chất cấm, các anh hiểu lầm rồi. Các anh phải nghe tôi giải thích, tôi không có làm ạ. Bằng chứng rõ ràng rồi chị còn chối à? Hay là chị định chống đối người thi hành công vụ? Không làm ạ. Chị đừng để chúng tôi phải sử dụng biện pháp này. Mời chị. Tôi không làm, tôi không đi đâu. Mời chị ra phía sau để chúng tôi làm việc. Mời chị. Các anh ơi, để cho tôi giải thích này, tôi không làm như thế đâu ạ. Các anh hiểu nhầm rồi. Để em giải thích nào. Em không có buôn bán chất cấm nữa. Các anh hiểu lầm rồi. Cô làm cái gì đấy ạ? Các người làm xước xe tôi rồi, bây giờ các người tính thế nào đây? Đưa chìa khóa đây, cô định ăn cướp xe tôi đấy ạ? Rõ ràng là các người đi sai phần đường, bây giờ kể thế bắt nạt phụ nữ à? Được rồi, đứng im đấy, tôi gọi công an đến giải quyết. Cái gì? Không phải gọi đâu. Thôi, chắc là xe tôi không sao đâu, không cần phải gọi công an. Cô đưa chìa khóa đây tôi đèn cho. Tại sao tôi phải đưa chìa khóa cho anh, trong khi xe này không phải là của anh? Cô nói lươn thuyên gì đấy, rõ ràng là xe của tôi mà. Đây là xe của bạn tôi. Các người đúng là phường trộm cắp đấy. Nói cho cô biết, chúng tôi là công an đang đi làm nhiệm vụ. Nếu mà cô còn làm thế, tôi sẽ khép cô vào tội chống người thi hành công vụ. Công an,
Các người có gì chứng minh là công an? Nói mồm ai tin được. Mang cái thẻ giả này ra để dọa ai cơ chứ? Ai mà sợ được? Cô đừng có mà lươn lẹo, đừng có vu khống với chúng tôi. Nào, đi về đồn. Từ đã, không cần vội. Để tôi nói cho hai người nghe. Chiếc thẻ này chữ thì lem nhem, dấu thì bị nhòe, giấy thì kém chất lượng. Các người muốn giả danh là công an để lừa đảo người khác thì cũng phải tìm hiểu kỹ chứ. Bị người ta lừa rồi, các người đơn thuần không phải là công an, chỉ là những tên lừa đảo định gian cảnh để cướp xe. Lúc nãy khi khám xe của bạn tôi, anh ta đã chuẩn bị sẵn một gói thuốc bột trắng kẹp bằng ngón tay, sau đó mở cốp xe ra giả vờ tìm kiếm rồi đưa ra nhằm làm nạn nhân sợ hãi, hoang mang, mất phương hướng. Sau đó tự xưng là công an khống chế cô ấy, làm cô ấy sợ hãi không thể kêu lên. Đoạn đường này rất vắng vẻ, các người cố tình chọn những cô gái có sức chống cự yếu để ra tay. Tôi nói thế có đúng không? Toàn những lời nói vô căn cứ. Cô tưởng cô giỏi thật à? Thực ra tôi đã nghi ngờ các người từ khi ở quán trà đá cơ. Ở quán trà đá, hai người có vẻ rất căng thẳng, không nói chuyện mà chỉ nhìn về phía con đường vắng. Khi thấy bạn tôi vào quán, các người đưa mắt dò xét lấm lét nhìn cô ấy. Tuy có thẻ ngành nhưng trên tay anh có hình xăm, điều tối kỵ trong ngành. Hơn nữa, các người ngay lập tức đứng dậy đi theo khi thấy cô ấy rẽ vào đoạn đường vắng. Điều ấy khiến tôi nghi ngờ và đi theo. Khi đuổi kịp, xảy ra va chạm, tôi dở bài ăn vạ. Hai người không hề kiểm tra vết xước trên xe tôi có hay không mà đã đề nghị đền tiền thay vì gọi công an đến giải quyết. Đặc biệt, tôi chỉ bâng quơ đưa ra vài dữ liệu nói về tấm thẻ giả mà các người đã lúng túng lo sợ, chứng tỏ hai người chỉ là mạo danh. Thủ đoạn của hai người cũng đơn giản thôi. Sau khi tiếp cận mục tiêu, một mặt nhanh chóng lấy được chìa khóa xe, một mặt đưa ra bằng chứng về chất cấm, lại thêm tấm thẻ ngành này, khiến cho nạn nhân không kịp trở tay. Lấy lý do là đưa xe về đồn để điều tra, đường đường chính chính ngồi lên xe, thừa cơ phóng đi trong khi nạn nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trang ơi, tao đã báo công an rồi đây. Từ lần sau đi đâu làm gì thì cẩn thận vào. Lớn đầu rồi đừng làm người khác lo nữa. Này, mà sao mày thông minh thế? Làm sao phải thông minh như mày đấy? Là nhờ có RS vitamin E đỏ. Bổ sung vitamin E đỏ làm đẹp da, dáng đẹp lại còn giúp thông minh hơn đấy. Còn bây giờ thì đi lên đồn công an với tao nhá. Mọi người hãy bình tĩnh trong mọi tình huống như lúc làm đẹp nhá. Trong hai người này ai là Jen, ai là Alice nhỉ? Cô gái tóc ngắn đấy sẽ đi về đâu? Cô ơi, cô. Mình biết rồi. Cô ơi, cái giày của cô bị trôi rồi kìa. Cô cảm ơn nhá, cô quên mất. Cô buồn nhá, không là cô bị ngã đấy. Mẹ con dặn thế. Cảm ơn con nhá. Nếu không có con thì cô bị ngã mất đấy. Và bố mẹ con đâu? Sao con lại đứng đây một mình này? À, số điện thoại đây rồi. Em là mẹ của Moon. Em cảm ơn chị ạ. Sao đi con? Chị cứ yên tâm, em là mẹ của cháu mà. Từ lần sau đừng để con bé đi đường một mình như thế, nguy hiểm lắm. Cảm ơn cô ạ. Này, mẹ đã bảo là đợi mẹ trong kia, con còn chạy ra ngoài này làm gì? Con biết là mẹ bận bao nhiêu việc không? Thôi, để mẹ đưa con về nhá. Chào cô ạ. Đi. Bye bye mẹ con. Này, con đợi mẹ một lúc, mẹ nghe điện thoại nhá. Alo em nghe ạ. À, dạ vâng.
Dạ vâng ạ. Muôn ơi về thôi. Muôn ơi. Muôn. Đấy, mày nhìn thấy con mày chưa? Nếu mà mày muốn con mày an toàn đấy thì làm theo lời tao, còn không ấy. Cô đi bệnh viện nhá. Tôi không sao ạ. Có chuyện gì đúng không? Cô xem TikTok ít thôi, đi động thấy nghi ngờ hết thế. Đây là chồng của cô à? Tôi là chồng cô ấy. Sao không? Không sao ạ, em vừa mới bị ngã thôi. Không sao thì lên xe, muộn giờ đón con đi học rồi. Hôm qua con gái bảo cô giáo dạy dấu câu dễ nhớ và dễ hiểu lắm. Cô dạy em hiếu thảo, bố và mẹ như nhau, còn mình em ở giữa. Bố là dấu ba chấm, mẹ là dấu ba chấm, mình em ba dấu ngang. Mà công nhận bây giờ bọn trẻ học hành cũng nhiều mẹo hay phết. Mà cứ phải thơ thì mới dễ hiểu cô. Thơ mới chật thật. Lên xe. Tiền tao đều đưa hết cho anh rồi. Anh ơi, anh làm ơn anh thả con gái tôi ra. Tao bảo mày lấy tiền của công ty, chứ không phải là đưa cho tao một đống giấy lộn như thế này hả? Mày đùa tao à? Hả? Tiền của công ty không phải tôi muốn lấy là lấy được. Anh ơi, anh làm ơn anh tha cho mẹ con tôi đi ạ. Mày đừng tưởng tao không biết mày làm kế toán ở trong công ty đấy. Mày muốn lấy bao nhiêu mà không được hả? Tao cho mày 2 tiếng, nếu như mày không làm được cái việc đấy thì mày biết con gái mày như thế nào. Quả thật nếu mà tôi lấy được tiền ở công ty thì tôi đã mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi cứu con với. Đâu đâu mày có gửi cái mùi gì không? Con gái mày trong kia kìa, nếu như mày không nghe lời tao ấy, một mồi lửa thôi là con gái mày tiêu tan. Mày cứ được gọi mày mày nghe chưa? Vừa đi theo tao. Được con, không sao rồi, đi theo cô nhá. Anh ơi, em xin anh ạ. Anh ơi, bây giờ anh muốn em làm cái gì cũng được. Anh ơi, anh tha cho con gái em mà, em xin anh ạ. Tốt. Đến cứu ạ. Ngay từ lúc cô dẫm phải dây giày rồi ngã đã khiến tôi nghi ngờ. Vì nếu cô dẫm phải dây giày rồi ngã, theo đà đang đi nhanh cô sẽ phải ngã về phía trước, nhưng đằng này cô lại ngã về phía sau như cố tình. Ngay lúc đó tôi đã quan sát thấy một người đàn ông theo dõi từng hành động của cô và có vẻ rất nóng ruột. Nếu như anh ta là chồng của cô ấy thì khi thấy vợ mình suýt bị xe đâm như thế thì phải chạy ra hỏi sự tình. Nhưng không, một lúc sau anh ta mới xuất hiện. Và cái cách mà anh ta nói chuyện với cô rất gượng gạo, không giống như là vợ chồng. Ngày hôm qua khi tôi lấy số điện thoại của cô trên dây chuyền ở trên cổ bé Moon thì không liên lạc được vì máy bận. Nên tôi đã hỏi con bé là: thế đây là số điện thoại của bố con hay là mẹ con? Đây là số điện thoại của mẹ con ạ. Vậy con có nhớ số điện thoại của bố không? Dạ con không có bố. Điều đó chứng tỏ anh ta không phải là chồng của cô. Trong bài thơ nhìn nét chữ thì rất là trẻ con, nhưng
thực chất ra lại là nét chữ của người lớn cố tình bắt chước. Trong bài thơ, cô dùng mã móc sơ 3 chấm, 3 gạch, 3 chấm. Đó chính là ký hiệu của SOS cầu cứu. Ngay lúc đó cô không dám kêu cứu, vì cô biết chắc chắn rằng có kẻ đang dùng bé Moon để khống chế và tống tiền cô. Và hơn nữa, nếu như hắn nhận được tiền thì hắn sẽ bịt đầu mối, đúng chứ? Mạnh! Cảm ơn cô. Nếu mà không ngờ của cô thì chắc là... Tôi đã nhắc cô rồi mà. Trẻ con rất dễ trở thành nạn nhân của những kẻ bắt cóc để thực hiện hành vi tống tiền hay những mục đích xấu khác. Đừng bao giờ rời mắt khỏi con mình khi đang ở nơi công cộng nhé các bậc phụ huynh. Tôi là Trang Abi, hãy theo dõi tôi sẽ giúp bạn tránh xa nguy hiểm. Em gửi hàng. Chị cảm ơn nhé. À đây, chị ký vào đây giúp em nha. Em cảm ơn ạ. Em chào chị nhé. My. Em, anh xin lỗi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi đã bảo là tôi không muốn gặp anh nữa rồi cơ mà. Em, nghe anh nói đã. Mi đòi ly hôn với anh. Sao lại đột ngột như thế được? Chuyện là như thế đấy. Mà chẳng nhẽ Mi không nói gì với em à? Không. Nhưng mà không thể có chuyện như thế được ấy. Anh với cả Mi đều đang rất hạnh phúc mà. Hay là nó giận anh chuyện gì? Anh cũng không hiểu là tại sao Mi lại làm như thế. Mà anh cũng không muốn đánh mất gia đình của mình. Chắc chắn phải có lý do nào đó. Sao không lái xe đi? My này, mày có chuyện gì với chồng mày đúng không? Không ngờ là anh ta còn nói cả chuyện này cho mày trước cả tao đấy. Chắc anh ta cũng không biết tại sao tao lại như thế đúng không? Mày yêu người khác rồi đúng không? Nếu tôi đoán không lầm thì đó là người nước ngoài. Mày chẳng bao giờ mua một món đồ đắt tiền cả. Anh Hương cũng không có tiền để mua cho mày. Nhưng ngày hôm nay chiếc váy mày mặc và cái túi hàng ngoại mày đeo có phải là đồ được tặng cách đây không lâu đúng không? Đúng là không có gì qua mắt được mày. Đúng vậy. Tao không muốn sống cạnh người vô tâm này nữa đâu. Abi này, mày có nhớ hồi đi học tao nói với mày về ước mơ của tao là gì không? Mày định sang nước ngoài sống sao? Bao nhiêu năm thanh xuân của tao suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm con rồi chăm chồng. Nhiều khi tao còn chả cảm thấy mình còn là mình nữa đâu. Tao nghĩ là tao không muốn sống lãng phí của tuổi thanh xuân của tao nữa đâu. Nên là tao sẽ đi xuất ngoại để thực hiện ước mơ của mình.
Tao nghĩ là mày nên suy nghĩ kỹ lại đi. Bởi vì một khi mà hạnh phúc mất đi ấy, thì sẽ khó tìm lại được lắm. Mày cứ suy nghĩ đi. Mày chưa kết hôn nên là mày không hiểu được áp lực của hôn nhân đâu. Tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Đơn tao cũng gửi ra tòa rồi. Ngày mai là sẽ xong. Tao chẳng muốn nghĩ cái gì nữa đâu. Tốt nhất là mày đừng nói gì nữa. Của tôi đang ở bên sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Anh ơi, thế làm cách nào để tôi có thể lấy hàng ạ? Dạ vâng vâng ạ. Dạ. Tao nghe đây. Alo. Trang à? Có chuyện gì thế? Tao có chuyện nhờ mày giúp. Mày có tiền không? Cho tao vay 150 triệu nhá. Đây rồi, không phải gọi nữa. Mày làm gì mà cần nhiều tiền thế? Anh ấy đột nhiên gửi hàng về cho tao. Mà bây giờ hàng đang lạc ở bên sân bay Tân Sơn Nhất. Tao chuyển khoản trước 20 triệu tiền nhận hàng rồi. Mà người ta lại phát hiện bên trong một trang sức, nên là phạt 150 triệu. Cái gì? Tao biết nói với mày chuyện này cũng ngại. Nhưng mà món hàng đấy có giá trị lên tới 2 tỷ. Bây giờ tao mà không nhận ấy, thì người ta cũng giữ lại của tao. Anh ấy bảo nhận hộ anh ấy để về tiêu. Với cả đón mẹ con tao sang Mỹ luôn. Bình thường hàng thì cũng chỉ có mấy trăm thôi. Nhưng mà tại món hàng này lớn nên giá trị cũng lớn. Abi này, mày giúp tao nhá. 2-3 hôm nữa tao bán được nhà, rồi tao gửi lại cho mày tiền. Mày tin người đến thế hay sao? Ừ, tao cũng chưa gặp anh ấy lần nào. Nhưng mà tao tin anh ấy. Tại tao thấy Facebook anh ấy cũng là nick thật, không phải nick ảo. Thôi, coi như mày giúp tao đi. Xong rồi, khi nào tao cưới, tao đưa mày sang Mỹ ở cùng luôn nhá. Được. Ok Trang nhá. Anh chào chị ạ. Anh ơi, bạn của tôi chuyển tiền vào số tài khoản của anh gửi rồi đấy. Hàng của tôi đâu? Đây chị ơi, chị Kỳ giúp em là đã xác nhận nhận hàng và giao tiền đầy đủ nhá. Đây anh ơi. Hàng của chị đấy ạ. Chị cẩn thận nhá, đây là hàng dễ vỡ đấy ạ. Tôi cảm ơn nhá. Em nhận được hàng rồi. Lợi dụng lòng tin của phụ nữ, mạo danh người khác để lừa đảo. Anh xong đời rồi. Mày là có danh nào cả. Trang, sao hai người lại biết chuyện này?
đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của người dân. Những tên lừa đảo thường tạo cho mình những vỏ bọc hào nhoáng qua những hình ảnh trên mạng xã hội để lừa tiền thông qua các chiêu thức như là gửi tặng những món quà có giá trị lớn hoặc tiền mặt thông qua phương thức chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Có rất nhiều người bị lừa theo phương thức này đấy. Nhưng mà sao mày biết là tao bị lừa? Lúc đầu mày nói thì tao cũng chỉ nghi ngờ chút thôi. Nhưng mà đến khi mày bảo là hắn ta gửi về Việt Nam một món hàng giá trị lên đến 2 tỷ đồng, điều đó rất khó tin. Chưa kể món hàng đó lại là trang sức, là mặt hàng cấm gửi từ nước ngoài về. Không phải tất cả những bưu phẩm gửi từ nước ngoài về đều là lừa đảo, nhưng những bưu phẩm có những dấu hiệu như sau thì là có thể lừa đảo. Thứ nhất là người lạ hoặc những người không thể tin tưởng được gửi những món quà có giá trị lớn. Thứ hai đó là những người ở miền Nam sẽ được nhận được thông báo ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Còn ngược lại, những người ở miền Bắc thì sẽ được nhận thông báo ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là điều bất hợp lý ở việc vận chuyển đến người nhận. Điều này khiến cho người nhận không thể xác minh được. Điều thứ ba, nếu như có người gọi điện cho mày và yêu cầu mày đóng tiền thuế hải quan và tiền bị phạt vì soi thấy tiền vàng trang sức, thì theo khoản 5 điều 25 Công ước Bưu chính Thế giới quy định, không được gửi tiền vàng trang sức qua các đường bưu điện hay chuyển phát nhanh. Vì vậy sẽ không có thùng hàng nào như thế ở sân bay cả. Tất cả các khoản thu chi phí đều phải có hóa đơn chứng từ, không được chuyển qua tài khoản cá nhân. Điều thứ tư, việc anh ta nói nếu như mày không nhận hàng thì món hàng đó sẽ bị tịch thu là không đúng. Bởi vì theo nguyên tắc sẽ phải trả lại người gửi nếu như người nhận từ chối nhận. Suýt chút nữa là tao bị lừa rồi. May nhờ có mày, cảm ơn mày nhá. Người mày nên cảm ơn ấy là anh Hương. Bởi vì chính anh ấy đã giúp tao tóm được hắn ta. Và số tiền tao đưa cho mày là tiền của anh ấy đấy. Cảm ơn anh. Phần còn lại hai người tự giải quyết. Còn bây giờ tao phải đưa hắn ta lên đồn đã. Giúp em với. Dạ. Anh xin lỗi. Cũng là tại anh vô tâm khiến em phải chịu nhiều vất vả và thiệt thòi. À, đây là quà sinh nhật anh tặng em. Em biết ai chỉ anh tặng em viên uống đẹp da Eret rồi đấy. Em xin lỗi nhá. Là do em ích kỷ nên là mới khiến cho hôn nhân của mình mệt mỏi. Em sai rồi. Ấy, người có lỗi là anh mới phải. Cũng là do anh vô tâm khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi. Chuyện cũ mình bỏ qua nhé. Mình làm lại từ đầu được không? Alo, tao đây. Vợ chồng mày hòa thuận lại rồi đúng không? Thế là tao vui rồi. Tao rất hạnh phúc vì có đứa bạn vừa xinh đẹp lại còn giỏi như mày đấy. À, là nhờ có viên uống đẹp da Eret vitamin E đỏ giúp làm đẹp da, đẹp dáng lại còn thông minh hơn nữa đấy. Thế thôi nhá, bye bye. Có gì gặp sau.